Đây là dòng trạng thái của một tài khoản Facebook trên một group khá uy tín về ẩm thực. Tài khoản này khẳng định đã có một thời gian kinh doanh nhà hàng. Giá các công ty nhập khẩu chào hàng cho nhà hàng là 70.000 một kg, có lúc chỉ có 50.000 một kg. Thậm chí giá xuống khỏi container chỉ có 10.000 đồng một kg. Tài khoản này khẳng định sẽ không dùng thịt bò Mỹ và Úc nữa vì đó là thịt quá hạn sử dụng ở nước ngoài, phải mang đi tiêu hủy nhưng Việt Nam lại nhập về ăn. Ngay sau khi đăng tải, những dòng trạng thái được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Người tiêu dùng không thể không hoang mang vì hiện nay đi bất cứ siêu thị, nhà hàng nào, nhất là nhà hàng lẩu, thực khách cũng bắt gặp những khay thịt bò ba chỉ Mỹ thái lát mỏng, cuộn tròn, hấp dẫn. Tại Chi cục Thú y vùng 2, Hải Phòng, đơn vị chịu trách nhiệm kiểm dịch thịt nhập khẩu ở khu vực phía Bắc. Hầu hết hồ sơ hợp đồng thịt bò nhập khẩu Mỹ đều cho thấy giá nhập khẩu là từ 5,5 đô la đến hơn 19 đô la một kg, nghĩa là từ 130.000 đồng một kg đến gần 400.000 đồng một kg. Không có lô thịt bò nào có giá 50.000 hay 10.000 đồng một kg. Ví dụ như là mặt hàng sườn bò non này hoặc là như kiểu dạng ba chỉ ấy, thì là 19,29 đô đấy là theo cái invoice mà doanh nghiệp cung cấp ấy. Thế còn cái gì mà có 5 đô đây? Đây là 5,5 đô là thịt bò, cái phần ức, bò. Cái phần 6,9 đô là thịt bò gì đấy? Cái phần xương vai, cái phần thịt ở vai ấy. Hiện nay, tất cả các lô hàng thịt nhập khẩu vào Việt Nam khi đến cửa khẩu, cảng biển đều phải lưu giữ lại để lấy mẫu kiểm tra 100%, chứ không phải chỉ hậu kiểm, lấy mẫu xác suất. Bên cạnh đó, theo quy định về nhãn mác, tên hàng, ngày sản xuất, hạn sử dụng đều phải được ghi rõ ràng. Qua cái giấy tờ mà chị xem thì cái hạn sử dụng của mặt hàng thịt bò ấy, thường là từ 1 năm rưỡi đến 2 năm. Ví dụ như bộ hồ sơ này là thịt bò của Mỹ đó, thì hạn sử dụng là 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Tôi khẳng định rằng là cái thông tin mà nói rằng là cái hàng mà cái thịt bò của Mỹ mà nhập khẩu Việt Nam là hết hạn sử dụng mà, thì cái đó là hoàn toàn đúng. Thế còn tôi cũng nói luôn là nếu như mà phát hiện ra không đảm bảo tiêu chuẩn ấy, thì cái cơ quan cửa khẩu ấy lập tức sẽ lập biên bản đấy, và gửi lên cục thú y để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu hoặc tái xuất, mà không tái xuất được thì phải tiêu hủy hoặc chuyển mục đích sử dụng làm thức ăn cho gia súc. Nhiều người Việt Nam tỏ ra bất ngờ khi nhiều loại thịt bò Mỹ hay Úc nhập khẩu chỉ rẻ bằng 1/2, thậm chí 1/3 thịt bò của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định điều này không có gì là lạ vì giá thành chăn nuôi ở các nước phát triển rẻ hơn Việt Nam rất nhiều. Cùng với đó, những phần thịt như ba chỉ, nạm, gầu là món khoái khẩu với người Việt, nhưng với người phương Tây lại là phụ phẩm, không được yêu thích. Có tin nói là 10.000 một kg thịt bò, thì cái đó thì chắc rằng là những cái việc đó là cái việc có thể là bà nội trợ đó có thể là mua bị lừa chỗ nào đó, có thể là thịt người ta ở các cửa hàng người ta gọi là người ta vứt đi, người ta tiêu hủy. Nhận biết thịt bò kém chất lượng khá đơn giản. Nếu thấy màu thịt không còn tươi, thớ thịt không đàn hồi, thịt chảy nước, phần mỡ và nạc rời nhau thì người nội trợ không mua hoặc không dùng.